Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực miền Trung vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức đã tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm cơ hội hợp tác xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm của khu vực miền Trung, Tây Nguyên vào các mạng lưới phân phối nước ngoài và tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Bộ Công Thương cho biết khu vực miền Trung là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Thời gian qua đã có sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh. Để tạo ra bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát huy vị trí, vai trò quan trọng và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, cần phải có các giải pháp thúc đẩy khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết vùng trong các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu theo quy mô chuyên nghiệp để phát huy tối đa các nguồn lực, thực thi hiệu quả các chương trình hành động mang tính đột phá. Tại hội nghị ngày hôm nay, với nội dung trọng tâm thúc đẩy xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu cho vùng, tôi rất mong đại diện các địa phương trong vùng, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp liên quan cùng tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong kết nối vùng, phát triển kinh tế, xuất nhập khẩu của vùng, cũng như bàn thảo các giải pháp tăng cường hiệu quả, hiệu lực các hoạt động xúc tiến thương mại mang tính chất quy mô vùng, có tính liên kết chặt chẽ với các hoạt động xúc tiến thương mại khu vực và quốc gia. Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đại diện các sở công thương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên cho rằng, trước tình hình kinh tế trên thế giới còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa có sự phục hồi mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác đơn hàng. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực. Bộ Công Thương tổ chức tại Đà Nẵng một cái hội nghị như thế này, tôi nghĩ rằng là đối với Quảng Nam, lãnh đạo Quảng Nam, ngành công thương Quảng Nam và đặc biệt đối với các cái doanh nghiệp Quảng Nam đang mong muốn định hướng xuất khẩu thì tìm thấy được cái cơ hội của mình để qua nó liên kết, liên danh, đặc biệt là dự các cái hội nghị xúc tiến sau này sẽ có những cái mối quan hệ cụ thể với các cái nhà đầu tư, các cái nhà xuất khẩu, từ đó mà đưa cái sản phẩm của địa phương mình, của doanh nghiệp mình ra được cái thị trường thế giới. Việc tổ chức cái kết nối giao thương trong cái hội nghị hôm nay thì đã được Bộ Công Thương và tổ chức được các cái doanh nghiệp của các cái tỉnh khu vực miền Trung, trong đó là có Khánh Hòa, giúp cho các Khánh Hòa là có cái cơ hội là gặp gỡ về giao lưu và tiếp cận được cái thị trường mới, đặc biệt là tiếp xúc được với các cái nhà phân phối lớn trên cả nước và quốc tế. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương đã cung cấp những thông tin về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu trong khu vực và các giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối nước ngoài và tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Trong khuôn khổ chương trình còn có khu trưng bày giới thiệu sản phẩm của 16 địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên và 3 tỉnh ngoài khu vực là Lai Châu, Đồng Nai, Tây Ninh. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp đưa sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, tiếp cận nắm bắt nhu cầu thị hiếu và từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường. Sự kiện xúc tiến thương mại tổ chức lần này là có vai trò rất là quan trọng đối với doanh nghiệp hai tỉnh nói riêng cũng như cả cái doanh nghiệp miền Trung Tây Nguyên. Đặc biệt là hội nghị có cái sự tham gia xúc tiến thương mại của cả cái chuỗi siêu thị lớn. Thông qua đó thì doanh nghiệp có thể là kết nối giao thương, tiếp cận cái mở rộng cái thị trường và tăng cường cái sức cạnh tranh, giải quyết cái đầu ra cho sản phẩm. Đây là một cái sự kết nối giao thương và ở của các tỉnh miền Trung và Đà Nẵng. Đây là một sự đánh giá rất là tốt đẹp và tất cả mọi cho tất cả các tiểu thương và các doanh nghiệp trên địa bàn trong nước và ngoài nước, và một số khách hàng đến từ các nước du lịch, họ đánh giá rất cao và trong quá trình hiện tại là kết nối giao thương này. Chương trình do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương lần này tổ chức tại Đà Nẵng thì rất là thiết thực và có ý nghĩa rất là lớn đối với những doanh nghiệp của chúng tôi. Và cái chương trình lần này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được trao đổi, giao lưu cũng như là kết nối các mặt hàng với nhau, cũng giúp các doanh nghiệp được trao đổi cho nhau những cái phương thức bán hàng, những cái cách thức để tiếp cận những cái khách hàng mới và tìm kiếm những cái đối tác mới trên thị trường hôm nay.
Và đối với doanh nghiệp chúng tôi thì trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng kết nối được với nhiều cái khách hàng mới và ký kết được hợp đồng. Chương trình của Cục Xúc Tiến Thương mại của Bộ Công Thương đợt này đã tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung và điển hình là ở khu vực Đà Nẵng, là một chương trình mà tôi nghĩ rất là hữu ích, và nếu được thì nữa thì tổ chức thường niên và nhiều lần. Đây là một trong những chương trình mà giúp cho các doanh nghiệp kết nối doanh nghiệp với nhau, và cũng giống như là giúp cho doanh nghiệp đưa những cái sản phẩm của mình truyền tải cho người tiêu dùng cuối cùng để họ biết được những sản phẩm nó tốt và chất lượng. Trong khuôn khổ của chương trình xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung, lần này còn diễn ra hoạt động giao thương trực tiếp với sự tham gia của các nhà nhập khẩu uy tín. Hệ thống siêu thị có nhu cầu nhập khẩu nhiều hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu như tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce, công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam, công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh, công ty Sài Gòn Coopmark, tập đoàn Ecofarm Pay, vân vân. Tại sự kiện này, các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin trực tiếp với hệ thống phân phối để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. Chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các nhà cung cấp ở địa phương, cũng như là được sờ, được nhìn, được tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm. Qua đó thì chúng tôi có thể đánh giá được hiệu quả của các sản phẩm, khả năng phát triển của các sản phẩm, khả năng cùng đồng hành của các nhà cung cấp với công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam. Thì công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam là một công ty chuyên về lĩnh vực bán lẻ. Trong quý 3 năm 2024 thì chúng tôi sẽ khai trương trung tâm mua sắm đầu tiên của chúng tôi tại miền Trung là Aeon Thừa Thiên Huế. Thì qua cái buổi giao lưu lần này thì chúng tôi có thể tiếp xúc với các nhà cung cấp cũng như là làm việc trao đổi cùng với các nhà cung cấp để có thể phát triển các cái danh mục sản phẩm mà của địa phương mang tính chất địa phương rất là cao mà có thể đáp ứng được các cái nhu cầu đặc biệt của người địa phương. Không những thế thì những cái sản phẩm này mà chúng tôi cũng có thể phục vụ được các cái khách du lịch đến với các cái địa phương của miền Trung như là Thừa Thiên Huế ạ. Tôi phải khẳng định rằng đây là một chương trình rất là tuyệt vời. Đó là một trong những cái chương trình mục tiêu quốc gia mà đẩy mạnh cái việc kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, người tiêu dùng và đặc biệt là nhà quản lý để làm sao để đưa hàng Việt lên thương mại, đặc biệt là đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và đây cũng là một trong những cái chương trình mà tất cả các vùng miền đều rất cần thiết. Chúng tôi rất là vui mừng khi nhận thấy được cái danh sách năm nay khá là đa dạng ở tất cả các ngành hàng. Trong 150 doanh nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng đó nhìn thấy được khoảng hơn 45 nhà cung cấp tiềm năng, và chúng tôi đã kết nối với 40 nhà cung cấp tiềm năng ngày hôm nay. Thì chúng tôi nhận thấy là năm nay các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng, đó là các giấy tờ chứng nhận mang lên rất là đầy đủ. Nhưng có một cái mà chúng tôi nhận thấy vẫn còn là một cái cần phải cải tiến hơn nhiều, đó là mẫu mã của cái sản phẩm của mình thì và cái sự đa dạng vẫn còn chưa nhiều, cho nên là chúng tôi cũng mong mỏi là cho những cái lần kết nối tới thì doanh nghiệp mình sẽ để ý thêm về những cái tiêu chuẩn mẫu mã, làm sao mà cho cái tính cạnh tranh mỗi khi mà được trưng bày trên quầy kệ trong siêu thị chẳng hạn, thì khi đặt vào nhau những cái sản phẩm cùng một ngành hàng mà cho mẫu mã của mình nó nổi bật hơn. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại là hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của địa phương. Chương trình được tổ chức cũng nhằm mục tiêu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hình thức xúc tiến thương mại khác nhau được tổ chức thường xuyên, liên tục như hội nghị kết nối giao thương, hội chợ triển lãm trực tuyến và trực tiếp, mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng, góp phần thiết thực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, duy trì ổn định kinh tế.